không quân Hoa Kỳ vừa nhận máy bay chiến đấu F-15EX đầu tiên. Lực lượng không quân Hoa Kỳ vừa chính thức tiếp nhận máy bay chiến đấu F-15EX đầu tiên từ Boeing vào ngày 10 tháng 3 năm 2021 tại cơ sở xuất bản Boeing San Louis, Missouri. Máy bay có series số 20001 được phát hiện bay trong khu vực của lực lượng không quân, bao gồm cả mã đuôi của căn cứ không quân Eglin ở Florida và sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm loại máy bay mới này. Đại tá Sean Dory, giám đốc chương trình F-15EX của lực lượng không quân cho biết, đây là thời khắc quan trọng đối với không quân. Với khả năng vũ khí lớn, chuyển đổi kỹ thuật số và thông số kỹ thuật được công khai, F-15EX sẽ là yếu tố quan trọng trong đội máy bay chiến đấu chiến thuật của chúng tôi và bổ sung cho loại máy bay thế hệ thứ năm ban giám đốc trung tâm điều hành chu kỳ máy bay tân tiến và chiến đấu cơ chịu trách nhiệm mua lại, hiện đại hóa và duy trì các máy bay. Ngoài ra thì F-15EX có khả năng mang vũ khí siêu âm, giúp cho nó có một vai trò tích hợp trong các cuộc xung đột trong tương lai. Mặc dù máy bay chiến đấu mới này là máy bay hai chỗ ngồi, nhưng không quân Hoa Kỳ có kế hoạch bay nó với một phi công duy nhất ghế sau vẫn để trống phiên bản EX mới của chiếc F-15 đi kèm với một bản nâng cấp các thiết bị điện tử hàng không tân tiến như hệ thống tác chiến điện tử cảnh báo thụ động, chủ động và khả năng sống sót của BAE System Eagle, buôn lái kỹ thuật số, máy tính nhiệm vụ ADCB-2 tân tiến hơn của Honeywell và bay điều khiển chuyến bay bằng dây. Theo báo cáo từ Boeing, trong quá khứ đã nói rằng cột trụ ở giữa F-15EX có thể chứa vũ khí dài tới 22 feet và nặng tới 7.000 pounds, và nó cũng đã từng bay thử nghiệm với hỏa tiễn siêu âm nặng 7.300 pounds trước đây. Việc giao máy bay F-15EX của Boeing diễn ra chỉ hơn một tháng sau chuyến bay đầu tiên của máy bay phản lực vào ngày 2 tháng 2 năm 2021. Chiếc thứ hai dự định sẽ chuyển giao đến Eglin vào cuối tháng 4, và 6 chiếc còn lại trong lô đầu tiên sẽ được bay đến Eglin trong năm tài chính 2023 để thử nghiệm hoạt động. Lực lượng không quân Hoa Kỳ cho biết để đẩy nhanh quá trình thử nghiệm cần thiết để tuyên bố F-15EX đã sẵn sàng hoạt động, nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng dữ liệu thử nghiệm trước đó từ các biến thể bán hàng quân sự của F-15 ở nước ngoài và các hệ thống con chỉ dành cho Hoa Kỳ và software của chương trình hoạt động bay. F-15EX chính là phiên bản nâng cấp mới nhất của loại F-15. F-15 là loại máy bay cực nhanh, còn được gọi là đại bàng tuyệt vời. Phải nói là F-15 là vua của bầu trời. Có thể hoạt động dưới mọi điều kiện thời tiết, có khả năng xoay sở tốt trên không và được trang bị nhiều loại hỏa tiễn, bom, radar hiện đại và các thiết bị buồn lái khác. Tạp chí Popular Mechanics của Mỹ đã đưa tin hôm 17 tháng 4, 2020 rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-15 Eagle có thể mang 3 thùng nhiên liệu dung tích 600 pounds gắn ở phía bên ngoài thân, sẽ bảo đảm bay liên tục tới 3.000 dặm mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Phạm vi hoạt động đáng kinh ngạc này kết hợp với khả năng của F-15 có thể bay tới tốc độ chấm 9 Mach khi bật sang chế độ đốt sau. Điều đó có nghĩa là F-15 có thể bay qua gần như cả thế giới bất cứ lúc nào cùng khả năng khối lượng hàng hóa có thể chứa của F15EX khiến cho nó trở thành một trong những sự lựa chọn tốt nhất hiện có cho máy bay phản lực chiến đấu mang hỏa tiễn siêu âm, đặc biệt là ở khoảng cách xa hơn. Đối với không quân, việc có thêm năng lực sử dụng vũ khí siêu âm ở tầm bay mở rộng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là khi mối lo ngại ở Thái Bình Dương từ Trung cộng đang gia tăng. Theo tạp chí này thì F-15 Eagle được trang bị một radar định vị AN-APG-63 để theo dõi máy bay địch ở khoảng cách lên tới 200 dặm. Loại radar lần đầu tiên được trang bị hệ thống mạch tích hợp cho phép cập nhật hệ thống mà không cần phải thay thế phần hardware. F-15 ban đầu được trang bị 4 hỏa tiễn AIM-7 Sparrow. Đây là loại hỏa tiễn không đối không tầm trung dẫn đường bằng radar bán chủ động và bốn hỏa tiễn AIM-9 Sidewinder tầm gần, có đầu hỏa tiễn tự dẫn hồng ngoại tuyến, dùng để tác chiến trong tầm nhìn. F-15 là một loại máy bay mạnh mẽ, các phiên bản đầu tiên được trang bị với hai động cơ phản lực Tupofan Pratt and Whitney F-100PW-100 cho lực đẩy lên tới 70.91 kN và 129.6 kN khi bật chế độ đốt sau. Nhờ động cơ mạnh mẽ, F-15 là máy bay chiến đấu đầu tiên trên thế giới có thể leo cao với tốc độ vượt tường âm thanh trong 2 phút, có thể đạt được độ cao tới 16.000 feet với thời gian là 122 giây. Trong chế độ cân bằng, với điều kiện không mang vũ khí và thùng nhiên liệu phụ, bay ở độ cao 10 km, F-15 có thể đạt tốc độ tối đa là 2.5 Mach. Trong những năm 70 của thế kỷ trước, Không quân Mỹ cùng chiến đấu cơ F-15 đã phá một loạt các kỷ lục hàng không thời bấy giờ để chứng minh chiến đấu cơ này là loại máy bay chiến đấu số 1 trên thế giới. Ngày nay, chiếc máy bay chiến đấu F15 Eagle và F22 Raptor được chế tạo để chiếm ưu thế tuyệt đối trên không. Ý tưởng biến một máy bay có thể mang theo một lượng lớn đạn dược thành phương tiện vận chuyển bom hay máy bay chứa đạn dược vũ khí đã nhận được nhiều sự chú ý trong những năm gần đây. Hiện nay thì Không quân Mỹ đang thử nghiệm ý tưởng này với việc sử dụng chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle để vận chuyển vũ khí tới các căn cứ canh gác ở phía trước khu vực trú quân, hướng về phía địch trong tình huống chiến tranh. Một nhánh của Không đoàn số 53 tại căn cứ Không quân Eglin, Florida đã chứng minh rằng F-15E Strike Eagle có khả năng mang theo 15 smart bomb có bộ điều khiển quỹ đạo gắn ở phần đuôi bom JDAM trong một lần hành quân vào ngày 22 tháng 2 2021. Phát biểu của tạp chí Air Force, thiếu tướng không quân David Crum cho biết, EGO mới có thể là bệ phóng trên không của vũ khí chính xác được phóng từ cự ly an toàn và vũ khí siêu âm. Chúng tôi có thể bay một chặng đường dài để hỗ trợ cho các lực lượng xâm nhập. Trong những năm gần đây, không quân Mỹ tập trung vào chiến thuật khai triển tham chiến nhanh chóng nhằm tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào những sân bay cũ vốn tiềm ẩn nguy cơ bị đe dọa trước các đối thủ như Nga và Trung Cộng. Sự khác biệt của phiên bản F-15EX chính là hệ thống radar hàng không mãn định pha chủ động mới và hệ thống điện tử trên khoang hoàn toàn mới. Nó có thể mang theo tới 20 hỏa tiễn không đối không trong các nhiệm vụ chiến đấu. Kết cấu vật liệu mới giúp F-15EX có thể hoạt động liên tục 20.000 giờ bay mới cần bảo trì. Trong khi đó, con số này ở phiên bản F-15 tiêu chuẩn là sau 5.000 giờ bay. Với nhiều tính năng thừa hưởng từ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 như F-35 và F-22, phiên bản F-15EX có thể coi là dòng máy bay chiến đấu hài hòa giữa yếu tố giá cả, kỹ thuật và độ tinh cậy. Lực lượng Không quân Hoa Kỳ cho biết EX dựa trên F-15SA của Saudi Arabia và F-15QA của Qatar, các biến thể nâng cấp của F-15 thời chiến tranh lạnh. Cơ quan báo chí của hãng chế tạo hàng không Boeing cho biết, quá trình bay thử nghiệm của phiên bản máy bay chiến đấu F-15QA Advantage Eagle dành riêng cho quân đội Qatar. Đây được coi là phiên bản tân tiến nhất của F-15 Eagle sản xuất hàng loạt. Phiên bản F15QA được áp dụng kỹ nghệ mới trong chế tạo để khắc phục các vấn đề liên quan tới tuổi thọ khung thân của máy bay F15 tồn tại từ các phiên bản cũ. Theo thông tin từ Boeing thì F15QA căn bản là một máy bay hoàn toàn mới trên cơ sở khung máy bay F15. Việc chế tạo máy bay F15EX nằm trong hợp đồng giữa Không quân Hoa Kỳ và hãng Boeing ký hồi tháng 7 năm 2020 với hợp đồng trị giá khoảng 1.2 tỷ Mỹ Kim cho 8 chiếc máy bay phản lực đầu tiên. Không quân Hoa Kỳ có thể sở hữu lên tới 200 máy bay F-15EX trong thập niên 2030, với tổng chi phí khoảng 22.9 tỷ Mỹ Kim cho toàn bộ chương trình. Biến thể mới nhất của F-15EX của dòng máy bay F-15 Eagle có tuổi đời hơn 4 thập niên, từng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên phương tiện truyền thông và tại Washington, D.C. Vào giữa những năm 2018, Không quân Hoa Kỳ có kế hoạch mua ít nhất 144 chiếc máy bay F15EX động cơ đôi của Boeing để thay thế cho phi đội F15C/D phục vụ trung bình 37 năm đã già cỗi và sắp hết thời gian sử dụng và cũng đã có những cuộc thảo luận về việc mua thêm chúng để thay thế cho F15E Strike Eagles. Hiện tại phi đội máy bay F15C/D của quân đội Mỹ đã ở giai đoạn cuối cùng của vòng đời, còn số lượng máy bay F-22 và F-35 lại quá ít để đáp ứng yêu cầu tác chiến. Không quân có kế hoạch vận hành F-15EX vào những năm 2040. Tuy nhiên, hợp đồng cho phép không quân mua tối đa là 200 máy bay phản lực. Mục tiêu của không quân là bắt đầu giao những chiếc máy bay F-15EX đợt thứ hai theo lịch trình vào năm tài chính 2024 cho máy bay chiến đấu số 173 của lực lượng phòng quân quốc gia tại căn cứ không quân Kingsley Field ở Oregon, cũng sẽ là địa điểm huấn luyện F-15EX. Phi đội máy bay chiến đấu số 142, một đơn vị khác được phân công cho lực lượng phòng không quốc gia Oregon và đóng tại căn cứ lực lượng phòng không quốc gia Portland, sau đó sẽ trở thành đơn vị hoạt động đầu tiên vận hành loại máy bay F-15EX này vào năm tài chính 2025